Vụ việc có thể khái quát như sau. Mảnh đất hơn 100 hecta tại Đồng Xanh, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, theo chính quyền là đất quốc phòng và đòi thu lại cho tập đoàn viễn thông Viettel. Trong khi đó, người dân lại nói chỉ có một phần đất là của quốc phòng, còn lại là đất nông nghiệp của họ. Vào tháng 4, cơ quan chức năng nói là mời đại diện người dân đến để đo đất, nhưng sau đó xảy ra việc bắt giữ 4 người dân Đồng Tâm và gây thương tích cho một cụ già trong quá trình bắt giữ. Bức xúc trước cách hành xử của phía lực lượng chức năng mà người dân cho là bất chấp luật pháp, phi nhân, người dân Đồng Tâm đã trả đũa bằng cách bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin từ ngày 15 cho đến ngày 22 tháng 4. Đích thân ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội, đã phải về tận thôn Hoành để đối thoại với người dân và viết một bản cam kết trong đó có một nội dung là sẽ không khởi tố người dân Đồng Tâm. Vụ việc gây xáo động dư luận một thời gian dài trước khi cơ quan chức năng công bố kết luận thanh tra chính thức khu đất tranh chấp với nội dung là khu đất đó là đất của quốc phòng. Bản kết luận tiếp tục khiến người dân phẫn nộ và yêu cầu thanh tra lại. Cho đến tận bây giờ, những căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa nguôi ngoai. Dân thì không chấp nhận kết luận thanh tra, còn cơ quan chức năng lại coi kết luận đó là văn bản chính thức. Đất là của quốc phòng, không còn gì chối cãi. Anh Trịnh Bá Phương cũng là một người đang khiếu kiện đất đai tại Dương Nội, quận Hà Đông, nhận định cuộc khủng hoảng Đồng Tâm là một minh chứng cho sức trỗi dậy của người dân khi quyền chính đáng của họ bị xâm phạm một cách trắng trợn. Trong tương lai sẽ xảy ra còn nhiều vụ Đồng Tâm nữa mà cũng có thể là một lượng người dân Việt Nam hiện nay những người bị chịu ảnh hưởng bởi cái chính sách thu hồi đất, chính sách cướp đoạt đất đai của phía nhà nước cũng giảm lên đến cả chục triệu người thì anh được. Tháng trước, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đồng Tâm là bà Nguyễn Thị Lan đã bị bãi nhiệm với lý do là không làm tròn trách nhiệm của một người đứng đầu. Khi buổi bãi nhiệm diễn ra, hàng trăm người dân đã đứng ở bên ngoài trụ sở để đón bà Lan trở về với người dân. Vì họ cho rằng bà là một người luôn đứng ra bảo vệ người dân giữa những căng thẳng xảy ra bấy lâu nay. Còn đối với luật sư Hà Huy Sơn, người từng bào chữa cho nhiều vụ kiện tụng đất đai cho dân oan, thì vụ Đồng Tâm cho thấy một phần lỗi rất lớn của cơ quan chức năng. Mà tôi cho rằng đây là cái trách nhiệm mà cuối cùng vẫn là cơ quan đảng. Tại vì trong hiến pháp điều 4 nói là đảng lãnh đạo tất cả, mà để cho cơ quan hành pháp là ông Trung thì nói như thế, cơ quan tư pháp thì nói khác đi. Đầu tháng 11 vừa qua, trong một bài phát biểu trước Quốc hội và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại biểu Dương Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã nêu lên những nguyên nhân khiến vụ việc ở Đồng Tâm chưa thể kết thúc, cũng như những bài học cho giới lãnh đạo qua sự việc này. Bài phát biểu của ông đã thu hút nhiều sự quan tâm và đồng tình của người dân. Chúng tôi xin trích một đoạn như sau. Chúng ta đã khởi tố những người dân ở Đồng Tâm mà vi phạm. Nhưng cho đến nay những cán bộ công an đánh dân, bắt dân sắp bất hợp pháp, hoàn toàn vẫn đứng ngoài pháp luật. Tôi cho cái điều đó chúng ta phải rút bài học sâu sắc, để Đồng Tâm không phải chỉ là một bài học tiêu cực, mà chúng ta góp phần làm cho nó không lặp lại như thế nữa. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, người từng đưa ra nhiều hiến sách để cải thiện luật đất đai hiện hành ở Việt Nam, nói rằng chừng nào Việt Nam còn chưa hạn chế quyền của nhà nước trong việc thu hồi đất, thì những sự việc đáng tiếc như ở Đồng Tâm sẽ còn diễn ra. Riêng cá nhân tôi thì tôi rất muốn dỡ bỏ cái điều quy định trong luật hiện nay nói là nhà nước trong những lý do để thu hồi đất ấy, thì nói là có lý do về các dự án phát triển kinh tế xã hội khác, thì cái đó nó quá rộng và nó không làm rõ được các lĩnh vực khác nhau, cho nên nó dẫn đến tình trạng ở một số nơi ở các địa phương người ta thu hồi đất từ lương của dân để rồi giúp cục ngoại giao cho một ông doanh nghiệp khác để làm. Người dân đền bù một thì ông doanh nghiệp có đất, ông ấy giá đất sau đó có thể là lên tới cả trăm lần, và từ đó nó gây lên những chuyện khiếu kiện đất đai tràn lan ở Việt Nam, và chuyện đất đai nó trở thành một trong những cái bất công nhất ở Việt Nam hiện nay. Luật sư Hà Huy Sơn cũng cho rằng cuộc khủng hoảng Đồng Tâm chỉ là một ví dụ về hậu quả của luật đất đai hiện nay. Thì tôi nghĩ Đồng Tâm thì nó cũng như là cái chuyện của cả nước thu nhỏ thôi. Cái luật đất đai hiện hành thì nó là một cái bất công lớn mà nó ảnh hưởng đến mọi người nông dân. Nên cái chuyện nó không yên thì nó cũng là cái chuyện tất nhiên thôi. Khi được hỏi rằng
luật đất đai ở Việt Nam chưa có dấu hiệu sẽ được thay đổi. Vậy thì câu chuyện đồng tâm rồi sẽ đi về đâu? Anh Trịnh Bá Phương, người cũng đang hợp tác chặt chẽ với nhiều người dân đồng tâm, đấu tranh đòi lại đất, đưa ra dự đoán như sau. Thì người dân thì vẫn đang kiên quyết là giữ cái mảnh đất của mình. Thì hôm qua thì tôi cũng chưa biết có thể với cái quản sẽ đi đây. Mà tôi cũng được tin rằng người dân đồng tâm sẽ có thể bảo vệ được cái đất của mình. Khiến người quyền sẽ phải nhượng bộ trước tinh thần người dân đồng tâm. Trong một cuộc trao đổi gần đây giữa Đài Á Châu Tự Do và cụ Lê Đình Kình, một trong bốn người dân đồng tâm bị bắt giữ hồi tháng 4 vừa qua, cụ Kình đã khẳng định rằng dân đồng tâm sẽ quyết tâm bảo vệ đất đai đến cùng cho thế hệ mai sau, dù có phải đổ máu đi chăng nữa. Kính mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!